sự điều động phân công của tổ chức ra đây thì cũng rất là phấn khởi, được ra công tác ở cái miền biên cương, miền hải đảo, nơi đầu sóng ngọn gió. Sách thì nó là người thầy thứ hai của mỗi con người. Hôm nay đoàn Trung Nguyên đến tặng sách và quà đối với đơn vị thì cảm ơn và mong rằng Trung Nguyên trong thời gian tới tiếp tục có những cái hoạt động ý nghĩa như thế này đối với các cái đơn vị, nhất là những cái đơn vị ở biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa. Khi mà bắt đầu nghe được cái kế hoạch là đoàn sẽ có cái cuộc hành trình rất dài, và trong đó có cái chuyến thăm đảo Bạch Long Vĩ, thì cũng như thủ trưởng tôi đã nói trước là cảm thấy một cái gì đó phấn chấn và háo hức lắm. Gọi điện thủ trưởng liên hồi luôn, hỏi thủ trưởng là đoàn đang ở đâu rồi. Họ đang ở Cô Tô và một chút xíu nữa thôi. Cái khoảng cách, cái thời gian đó làm cho tôi lâng lâng mà tôi mất ăn mất ngủ. Tôi chỉ chờ đợi cái giây phút rất là ý nghĩa như ngày hôm nay. Phải nói đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa, xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Đó là một cái việc mà của tập đoàn Trung Nguyên đã nghĩ đến và đã làm và đang làm và sẽ làm trong tương lai, và làm mạnh mẽ, làm sao để trao tặng thật nhiều trái tim, thật nhiều ý nghĩa, không có sự, không còn khoảng cách nữa, không còn xa hay gần nữa, mà hành trình xuyên Việt từ ngoài Bắc này cho đến vào trong phía Nam. Thực sự là cho rất là cảm ơn tình cảm của đoàn đã ra thăm hỏi và động viên đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong trại. Rất là cảm ơn sự quan tâm đó, và cũng xin hứa là cán bộ chiến sĩ trong trại luôn luôn đoàn kết thống nhất, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như rất là cảm ơn món quà của sách của đoàn đã tặng cho cán bộ chiến sĩ trong trại, và vận dụng được những triết lý sống cũng như quan điểm sống trong cuốn sách để phát huy những tố chất con người của cán bộ chiến sĩ trong trại, để vững về tư tưởng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi thấy cảm thấy sự là vui, nên là rất vui và cảm ơn cái hành trình này. Hành trình này là một cái hành trình rất là ý nghĩa. Nó khơi dậy được cái tinh thần, cái ý chí tự học tự vươn lên và khát vọng muốn khẳng định bản thân và muốn cống hiến cho quê hương, cho đất nước, và cống hiến để xây dựng, chấp nhận khó khăn gian khổ để xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ ngày càng phát triển giàu đẹp.